Đến hẹn lại lên, chào mừng 500 anh em đam mê lịch sử đến với hồi ức thời chiến. Kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Các bác ở đây đều biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người kiệt xuất hiếm có cỡ nào. Bác Giáp của chúng ta trước giờ luôn là một trong những vị tướng top đầu, được cả thế giới ngưỡng mộ bởi tài thao lược, điều binh khiển tướng như thần. Binh sĩ Việt Nam từ trên xuống dưới, ai ai cũng nể trọng và nhất nhất nghe lời bác. Thế nhưng trong trận đánh lịch sử vang dội toàn cầu, Điện Biên Phủ, khi kế hoạch đã được lên hoàn chỉnh đâu ra đấy, một vị tướng đã to gan đề nghị tướng Giáp xem xét lại và thay đổi cách đánh. Rốt cuộc vị tướng đó là ai mà dám làm như vậy? Kết quả của sự thay đổi đó là thành công hay thất bại? Chúng ta sẽ biết câu trả lời qua video ngày hôm nay. Vị tướng bản lĩnh một mình đi ngược đám đông, đưa ra ý kiến then chốt thay đổi cục diện. Năm 1954 chính là thời điểm diễn ra trận đánh Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của quân và dân Việt Nam. Ban đầu toàn bộ tướng lĩnh và binh lính đều rất nô nức, đồng tình với kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 3 ngày 2 đêm. Thế nhưng về sau, tướng Giáp biết kế hoạch có một số điểm đáng lo ngại nhưng không một ai dám lên tiếng vì sợ dao động lòng quân. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định triệu tập cuộc họp Đảng ủy mặt trận. Không khí cuộc họp vô cùng căng thẳng. Đảng ủy gồm 4 người thì 3 người vẫn giữ ý kiến đánh nhanh, nhưng chính vào lúc đó thì nhận được ý kiến của tướng Phạm Kiệt qua điện thoại. Ông đã trình bày vắn tắt tình hình và là người duy nhất lúc đó đã đề nghị tướng Giáp xem xét lại kế hoạch đánh nhanh. Trong cuộc hội thảo khoa học lịch sử Việt Nam về tướng Phạm Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư đến hội thảo. Thư có đoạn viết: Anh Kiệt đã đến tận nơi kiểm tra trận địa pháo binh, phát hiện sự nguy hiểm bố trí pháo binh dã chiến tại một địa bàn tương đối bằng phẳng. Bản thân tôi thì đang khẩn trương theo sát tình hình củng cố của địch và suy nghĩ về quyết định thay đổi phương châm. Chính lúc đó thì nhận được ý kiến của anh Phạm Kiệt phát biểu bằng điện thoại. Anh trình bày vắn tắt tình hình và là người duy nhất lúc đó đã đề nghị tôi xem xét lại kế hoạch đánh nhanh. Anh ạ, tôi ở đơn vị pháo đây. Pháo triển khai bằng công sự dã chiến ở giữa cánh đồng. Ban ngày, với bom đạn của địch thì chắc không thể trụ được. Đề nghị anh cân nhắc. Chỉ có Kiệt mới dám nói câu đó. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới nghe đã xác định ngay đó là một ý kiến chính xác. Phải hình dung, giữa chiến trường Điện Biên Phủ với địa hình vô cùng phức tạp, kéo được pháo vào trận địa là cả một kỳ công của bộ đội ta. Khi pháo đã yên vị vào trận địa, thì có một người nói bố trí pháo ở trận địa lộ thiên như thế, ngay giữa đồng trống là không được, phải kéo pháo ra và bố trí lại toàn bộ trận địa. Nhưng quan trọng hơn, câu nói còn có hàm ý, chủ trương đánh nhanh, thắng nhanh lúc đó là không ổn, phải thay đổi chủ trương thì mới mong chiến thắng. Đó là một chuyện cực lớn. Lúc đó bên cạnh bộ chỉ huy chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có sự hiện diện của những vị cố vấn Trung Quốc, và đánh nhanh thắng nhanh chính là tư vấn chiến lược mà các vị cố vấn Trung Quốc đã tư vấn cho Việt Nam. Vào lúc đó, chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng rất băn khoăn về phương án tác chiến này nhưng chưa biết quyết định thế nào cho đúng, thì vừa hay có ý kiến từ thực địa khi đi kiểm tra chiến trường của tướng Phạm Kiệt, cần phải thay đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc tiến chắc. Nhờ lời đề nghị ấy, kế hoạch quân ta thay đổi 180 độ từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Từ dự kiến trận đánh chỉ diễn ra trong 2 đêm 3 ngày đến một chiến dịch gian khổ, kiên trì, lầm lì, bền gan nhưng vững chắc diễn ra trong 54 ngày. Trận đánh Điện Biên Phủ đã phải trả giá bằng nhiều sinh mạng chiến sĩ, dân công hỏa tuyến. Những ngọn đồi cứ điểm của quân Pháp như đồi A1, Him Lam, Độc Lập không chỉ đi vào lịch sử mà còn là những nghĩa trang của bao con người ưu tú nhất của đất Việt. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã thắng. Về quyết định lịch sử này, Đại tướng Lê Trọng Tấn, nguyên đại đoàn trưởng đại đoàn 312 nói trong dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ. Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ cũng từng chia sẻ: Ở Thẩm Púa, khi nghĩ phổ biến pháo binh của ta sẽ bắn 2.000 viên pháo 105 ly, ai cũng trầm trồ cho rằng quân địch sẽ tan nát, nhưng tôi hoàn toàn không tin như vậy. 2.000 quả pháo với một tập đoàn cứ điểm rộng nhiều cây số vuông như Điện Biên Phủ thì có là bao. Tôi nghĩ nếu lần đó cứ đánh nhanh, giải quyết nhanh thì cuộc kháng chiến có thể lùi lại 10 năm. Chúng ta có thể thấy lời đề nghị dũng cảm của Trung tướng Phạm Kiệt là vô cùng chính xác, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ghi danh muôn thuở của quân và dân ta. Khiêm tốn tướng quân Phạm Kiệt. Nói về tướng Kiệt, ông là một vị tướng được người người, nhà nhà yêu mến bởi tài năng và đức độ của mình. Đồng chí Phạm Kiệt, tên thật là Phạm Quang Khanh, bí danh Tê Đơ, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1910 tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Kiệt là con thứ 10 trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Cụ thân sinh ra đồng chí Phạm Kiệt là ông Phạm Quang Đình, một nông dân yêu nước, tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp từ rất sớm. Mẹ của đồng chí là bà Võ Thị Vàng, một người phụ nữ trung hậu, đảm đang, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chồng con tham gia cách mạng. Quê hương ông là vùng đất linh khí của núi Ấn, sông Trà, một vùng đất hẹp nhưng khí mạch rất hậu,
đời nào cũng có danh nhân. Phạm Kiệt sớm rèn đúc cho mình những phẩm cách của người Quảng Ngãi như ý chí vươn lên không ngừng, tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh vì nghĩa lớn, vì dân tộc. Năm 15 tuổi, ông đã tham gia phong trào Văn Thân đấu tranh chống Pháp. Vì vậy, ông cũng sớm giác ngộ lý tưởng Cộng sản, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 1 năm 1931 khi mới 21 tuổi. Do tích cực hoạt động trong Công hội Đỏ và Xích vệ Đỏ của Đảng, tháng 6 năm 1931, ông bị lộ và bị mật thám Pháp bắt, đưa về nhà tù Buôn Ma Thuột. Tại đây, với tính cách mạnh mẽ, ông từng thẳng tay trừng trị những tên cai ngục hay đánh đập chính trị phạm, khiến bọn cai ngục phải nể mặt. Ông cùng chi bộ bí mật trong tù đã tổ chức vượt ngục cho nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, trong đó có đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp, tình thế cách mạng xuất hiện. Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, nhưng chỉ thị chưa vào đến Quảng Ngãi thì tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi đã quyết định khởi nghĩa. Khởi nghĩa Ba Tơ thành công, chính quyền về tay nhân dân. Được tỉnh ủy Quảng Ngãi giao làm chỉ huy trưởng đội du kích Ba Tơ, Phạm Kiệt cùng với các đồng chí Nguyễn Đôn, Nguyễn Khoách đã nhanh chóng củng cố tổ chức, tăng cường lực lượng, dần đưa đội du kích Ba Tơ vào nề nếp. Chập tối ngày 14 tháng 3 năm 1945, toàn đội du kích Ba Tơ đã làm lễ tuyên thệ tại hang Én, suối Loa với lời thề quyết tử vì Tổ quốc. Sau này, đội du kích Ba Tơ được công nhận là một trong những đơn vị tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuối tháng 9 năm 1945, Phạm Kiệt được giao là chỉ huy trưởng Ủy ban Quân chính Nam phần Trung bộ. Đầu năm 1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Bác Hồ phái vào miền Nam công tác. Tại Đình Xuân Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, lần đầu tiên Phạm Kiệt gặp Võ Nguyên Giáp, người tổ chức và chỉ huy đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó cũng là khởi đầu cho một tình bạn, tình đồng chí, đồng đội hết sức tốt đẹp về sau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về tướng Phạm Kiệt: "Anh Kiệt là một cán bộ có trình độ chính trị và quân sự, có tinh thần kiên định, lại có bản lĩnh, vì nghĩa lớn nói lên sự thật không chút ngần ngại. Anh đã để lại cho chúng ta một tấm gương về đức tính và bản lĩnh của người đảng viên Cộng sản." Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về tướng Kiệt: "Trọn đời cống hiến tận tâm, trọn vẹn cho đồng bào, đất nước, không bao giờ đòi hỏi, thu vén cho gia đình. Anh sống giản dị và chất phác, luôn chăm lo cho cấp dưới, cho mọi người với tất cả những gì có thể. Ai từng công tác, tiếp xúc hay là cấp dưới đều kính trọng, kính nể, kính phục và yêu quý anh Phạm Kiệt." Khi làm tư lệnh kiêm chính ủy Công an Nhân dân vũ trang, thấy cuộc sống gia đình ông còn nhiều khó khăn, cơ quan muốn trang bị cho ông một số vật tư, đồ dùng tiện nghi, ông đã từ chối và nói: "Tôi không muốn người khác ưu tiên cho mình, đồ dùng nên dùng đúng tiêu chuẩn quy định." Quan điểm này, ông cũng dùng để giáo dục trong gia đình. Vợ con ông noi gương ông cho đến tận hôm nay, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Là vị tướng biên phòng nên đồng chí Phạm Kiệt tự đặt cho mình mục tiêu luôn dành 1/3 thời gian trong năm để đi đến những địa bàn xa xôi, khó khăn, gian khổ nhất. Ông luôn trăn trở vì mỗi lần đi công tác ở biên giới đều tận mắt chứng kiến cuộc sống còn rất nghèo khổ của bộ đội và nhân dân. Một lần đi công tác vào những ngày sát Tết, thấy đồng bào làm nghề thủ công không bán được hàng để về ăn Tết, ông bỏ tiền ra mua khá nhiều nồi đất dù gia đình chẳng dùng vào việc gì. Việc làm đó của ông khiến những cán bộ tùy tùng ghi nhớ mãi về tấm lòng thương dân, luôn nghĩ đến nhân dân của ông. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người vô cùng tinh tường trong việc nhìn người. Nếu không phải tướng Phạm Kiệt là người vừa có tài, vừa có đức, chắc chắn tướng Giáp sẽ không trọng dụng và tin tưởng như vậy. Một người anh hùng yêu nước, thương dân, bản lĩnh và tài giỏi như Trung tướng Phạm Kiệt xứng đáng nhận được sự kính trọng, biết ơn của toàn dân tộc Việt Nam. Muốn sang phải bắc cầu kiều, mà muốn xem video đều đều thì hãy đăng ký kênh anh em nhé.